Giới thiệu với mọi người, đây là một bộ ấm tích với dung tích là 1,5 lít, sản phẩm thuộc dòng men hỏa biến của Bát Tràng Việt Nam. Đây là một chiếc cốc này, cốc men hỏa biến. Chất men thì rất là sáng bóng trong và của nó hơi màu là xanh rêu ở dưới đáy này. Trong lòng thì là cái chất men trắng. Trong lòng là men trắng này. Một bộ sẽ bao gồm một ấm tích. Một bộ sẽ bao gồm một ấm tích này và 6 cái cốc. Chiều cao của cái chén này là 8 cm, đường kính miệng là 7. Chiều cao 8, đường kính miệng là 7. Đây là chiếc ấm này. Chất men thì rất là sáng bóng trong, vô cùng là đẹp này. Cực bóng, nhìn ở bên ngoài bóng ở bên trên này rất là nhiều, ở dưới đáy đây. Đó. Sản phẩm thì có cái quai đồng kép đây, quai đồng kép này, mọi người cùng nhìn nhé. Nắp thì được thiết kế rất là khít này. Đây là cái loại hàng cao cấp nhé. Đây là loại hàng cao cấp, nắp được thiết kế rất là khít, nằm gọn gàng ở bên dưới cái mép của ấm. Trong lòng, trong lòng thì được phủ kín men, rất là sáng bóng. Nắp rất là tròn miệng này. Đây là cái dung tích 1,5 lít nhé. Cái này thì nó chỉ có cỡ 1,5 lít thôi, nó không có cỡ nhỏ hơn. Đây một bộ. Như thế này là một bộ bao gồm một ấm này, 6 cốc. Đang rót nước, mọi người nhìn rót đây. Rót nước thoải mái nhé. Chất men của nó bóng, cực bóng. Rất là bóng. Độ phản sáng cực cao nhé. Xin chào mọi người, mình là Khánh. Mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng, với mong muốn là giúp tất cả mọi người chúng ta xem là có thể hiểu rõ nhất về sản phẩm. Mình làm một kênh YouTube là kênh gốm sứ Bát Tràng. Mọi người có thể lên trên kênh và tham khảo rất nhiều những cái sản phẩm mình đã làm thành video chi tiết để mọi người có thể xem và hiểu rõ hơn nữa về những sản phẩm mà các bạn có thể là đang quan tâm. Nếu như mà xem xong những cái video của mình mà thấy video của mình hay và ý nghĩa thì rất mong mọi người đăng ký ủng hộ kênh, chia sẻ rộng rãi để nhiều người có thể biết đến những cái sản phẩm gốm sứ Bát Tràng Việt Nam. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Xin chào.